Doremi Nobita Suka Doremi Chai En Seko Matcha En thì giàu mất Suka. Trời ơi, nhiều tên quá không nhớ. Thì ra đây là đâu rồi. Xin chào tất cả mọi người, mình là Lily. Và bây giờ Lily đã sẵn sàng cho thử thách gấp lắm rồi. Mời có 3 phút để trả lời thật nhanh các lá thăm. Nếu bút trúng lá thăm yêu cầu bắt buộc thì phải thực hiện. Kết thúc 3 phút, nếu rút được 30 lá thăm trở lên sẽ vượt qua thử thách. Bố mẹ hô lấy chồng cho đẹp bí bít nào bạn muốn dắt về ra mắt nhất? Cho đẹp bí bít nào bạn nhớ? Không biết. Chưa muốn lấy chồng luôn. Nhân vật điện ảnh phản diện nào mà bạn muốn hóa thân vào nhất? Maleficent. Hơi chậm đúng không mọi người? MV Thất Tình Thường Xấu Tính làm hết bao nhiêu tiền? Gần, có nghĩa là gần 9 con số 0. Gần 9 con số 0. Bạn gặp ma bao giờ chưa? Chưa. Nhưng mà đừng cho gặp nha. Nếu như được đi ngược về quá khứ trong một ngày để sửa sai, bạn sẽ chọn ngày nào? Sẽ chọn cái ngày mà ngày xưa mình hay dục sữa ra ngoài, mẹ cho uống sữa nhưng mà mình không uống sữa. Nếu mà uống sữa thì bây giờ sẽ cao hơn. Nếu được ra một vai nữ chính trong phim, bạn muốn trở thành một hình tượng như thế nào? Mình muốn trở thành bad girl, giữa ngoài mình không bad. Bị mắc kẹt trên đảo hoang cùng với ba trai đẹp, ôi biết ba trai đẹp quá. Ủa sao cứ... Mình là một người không mê trai đẹp nên là cứ hơi tới câu hỏi trai đẹp là mình sẽ bỏ qua. Trời ơi, chưa? Mình mê gái đẹp. Cho hỏi ba gái đẹp được. Nếu không làm ca sĩ nhạc sĩ thì bạn sẽ làm nghề gì? Hướng dẫn viên du lịch. Nhìn camera chớp mắt đáng yêu trong 3 giây. Có đáng yêu không nào? Đã thay bao nhiêu outfit trong MV mới? Hình như là 6. 6 outfit. Ai là người tìm ra trong mỗi ai biết? Trời ơi! Đã ngu địa lý rồi. Job đầu tiên bạn nhận là gì? Họ bán vé xem phim. Bắn tim bằng 3 cách khác nhau với biểu cảm đáng yêu. Thì ra đây là đau lòng. Ra đây là cảm xúc khi ta vỡ mộng. Có hình xăm không? Bao nhiêu cái có? 3 cái hình xăm. Não xinh. Tính nhanh, 5:50 chia 2. Có thù với những con số mọi người ơi. Chết rồi, 5:50 chia 2. 250, 225. Ủa đúng vậy? Tha nhục lắm á. Bạn có từng gian lận trong một bài kiểm tra chưa? Có nha. Không có là xạo á. Nobita lần đầu tiên gặp Doraemon ở đâu? Ở nhà. Ở nhà đúng không? Ở nhà. Cái này không biết. Cùng lưỡi chạm vào mũi. Đừng có gài tôi. Được không vậy? Được. Bỏ qua. Bạn đã từng crush ai trong showbiz chưa? Hát một đoạn Doraemon phiên bản như lòng Đồng Nai. Nobita Doremi Nobita Suka Doremi Chai En Seko Matcha En thì giàu mất Suka. Trời ơi, nhiều tên quá không nhớ. Ai là Lee Minh Ho Đồng Nai? Anh Lê Dương Bảo Lâm. Idol của tôi. Bạn có tin vào nhân quả không? Có. Mọi người ơi, MV mới nhất của Ly được mang tên Thất Tình Thường Xấu Tính đã cho ra mắt. Mọi người nhớ đón xem và dành nhiều tình cảm yêu thương dành cho em nói nghe, để Ly có nhiều động lực cũng như là sức mạnh để thực hiện những cái sản phẩm tiếp theo của mình nữa dành cho tất cả mọi người. Hy vọng là Ly sẽ có thể truyền tải những cái thông điệp, những năng lượng tích cực thông qua ca khúc này dành tặng cho tất cả mọi người. Chúc mọi người có những phút giây nghe nhạc thật là vui vẻ. Bạn có tin vào nhân quả không? Có. Ăn tối ở trên tháp Eiffel hay ăn trưa ở trên đỉnh kim tự tháp Ai Cập? Ăn tối ở tháp Eiffel.